Mình xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay vẫn tiếp tục trở lại với cái chủ đề là thần pháo đi hậu. Ở cái clip thứ 9 này mình sẽ làm cái biến đánh thứ ba. Để mình vào đây, các bạn mà đã coi từ clip 1. Từ clip 1 dài lên đến clip này thì các bạn sẽ nhìn đây. Các bạn sẽ nhận ra ngay. Tức là các bạn cứ theo cái tiêu đề là thần pháo đi hậu, thì mình có cái số thứ tự ở cuối clip là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 á. Hôm nay là clip thứ 9. Thì mình cũng nhắc lại chút xíu ha. Từ clip số 1 đến clip số 5 là mình làm cho bên kia chơi hoành xa. Từ clip số 6 là chơi trực xa. Và đây là những biến đánh phát sinh. Thì ở clip 6, 7 rồi mình đã làm những biến này rồi ha. Hôm nay mình sẽ làm biến đánh này. Như vậy thì tới đây mình sẽ không chơi xe hoành như bình thường nữa. Mình phi chốt này lên luôn, xin lỗi, phi mã lên luôn. Thì người ta cứ nghĩ gì đây là con mã ngợp mà đột nhiên mình phi như thế. Tới đây người ta có thể là chơi tấn xe lên cửa hè trước, hay là chơi phi mã lên trước cũng được ha. Lúc này mình chơi hoành. Thì những cái nước này là những nước sức quân, cũng không có gì nói nhiều ha. Như bạn thấy thì cái biến đánh mà người ta tiến chốt không đổi, đây là biến đánh không mạnh. Biến đánh tạt pháo để chuẩn bị sức xe nó sẽ ổn định hơn. Tuy nhiên mình sẽ làm sơ bộ nước này cho các bạn xem, để các bạn tham khảo thêm ở biến đánh này. Đó thì cái hình này là các bạn nhìn rất là quen ha. Tại vì tới đây 100% là bên hậu sẽ phi mã đi kích đấu xe này. Thì sau khi kích đấu thì thông luôn xe này, trong khi đó là bên đi tiên lại bị dướng xe ở phía trong. Cho nên tại sao mình nói cái nước mà bình pháo nó sẽ tốt hơn. Như vậy ở đây thì có thể là bên kia chơi đón đòn pháo khống là tiến pháo đây. Tức là sau khi mình phi đi kích đấu thì người ta đánh chiếu và có pháo khống các bạn. Các bạn vẫn đánh luôn ha. Tại vì cái biến này đã được xem xét lại rồi. Thì vẫn chơi được nha các bạn. Đó, tới đây người ta đánh chiếu nè. Các bạn thấy. Mình ăn mã lên. Pháo này ăn theo chiếu. Ở đây các bạn thấy mình không thể chống sĩ nào hết. Tại mình chống sĩ sẽ mất không xe liền. Cho nên buộc lòng người ta sẽ có cái, để cho người ta có cái pháo khống ở trung lộ, phải đem pháo này bỏ chạy. Thì cái biến đánh này hồi xưa nếu mà chưa nghiên cứu qua, chưa có xem xét tài liệu này kia thì có thể chúng ta sẽ không có cách đối phó, nhưng bây giờ thì khác các bạn. Bây giờ ngược lại là bên tiên phải lựa chọn là đấu hay không đấu. Nếu như tiến xe đấu, mình sẽ cướp tiên cờ lại là ăn xe qua bắt mã phía sau, và con pháo này bị đuổi thì rất là dễ dàng. Còn nếu mà người ta chơi bổ tượng lên chờ đợi thì mình vẫn ăn ha. Tượng ăn lên. Thì lúc này các bạn bỏ đi cái nước mà xưa giờ chúng ta chơi là bình xe qua bắc tượng, mà các bạn chơi dùng pháo bắt trực tiếp luôn. Như vậy nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều so với nước bình xe. Các bạn cứ nghĩ là thông xe nha, đừng có nghĩ vậy, mà chúng ta phải lựa những cái nước mà nhanh nhất. Tại vì lúc này sao, bên cánh phải của đối phương chỉ còn có con mã thôi. Đây là lý do bình pháo và dồn lực lượng qua để tấn công luôn, là con xe này sẽ không kịp phòng thủ rồi. Rồi tới đây bên kia có thể là phi mã lên bỏ chạy, tại nếu trên đây không thể phi được rồi. Nếu mà quăng về trung lộ thì khỏi bàn ha, rất là nguy hiểm khi mà mình đánh pháo biên xuống rồi cặp xe qua bên này. Như vậy thì quăng mã này vừa hạn chế mã mình tiến xuống mà vừa bỏ chạy luôn ha. Thì chúng ta tiếp tục bình xe ra để đe dọa con mã phía sau. Đừng có vội quăng cái nước mã này xuống bạn. Tại vì mình có quăng đây đi thì pháo quăng quay về ngay trung lộ này. Thì con mã mình nó khó đi thôi. Cho nên là không có vội quăng đi bắt pháo nha. Rồi lúc này người ta cũng sẽ bỏ mặt con mã, người ta tranh thủ sức xe để mới kịp để tấn công này. Lúc này thì mình mà có tiến lên bắt mã thì người ta sẽ phi tới luôn. Đó, cho nên tới đây không bắt mã ha, mình tiến lên cửa hè thôi. Một là mình bảo kê cho mã, hai là chuẩn bị đuổi pháo đầu đi. Ở nước đuổi pháo đầu thì pháo đầu không thể chạy đâu nữa hết. Người ta có thể là cắm xe xuống bắc tượng để nước sau quật ra chút biên và tấn công thôi. Tại vì sao, nếu như mà pháo đầu quay về đây thì mình còn nước là thối mã về bắt voi bắt pháo nữa. Cho nên ta sẽ không không chạy pháo ha, mà ta tiến xe thế này. Đó, lúc này mình vô bắt thì người ta quật ra biên. Đó. Như vậy thì người ta có thể là đe dọa là ăn tượng cắm đáy, cắm pháo đáy. Đó, bạn thấy phương hướng tấn công sẽ có hơn. Còn nếu mà pháo mà bỏ chạy về, lúc mình tấn xe mà pháo về thì mình chỉ cần quăng mã thôi, quay mã về thôi ha, là mình sẽ chi kích pháo tiếp nữa. Và như vậy thì tới đây mình lại phế tượng ha, mình không cần phải bổ tượng lên giữ làm gì hết. Mà các bạn chơi bình pháo là đuổi con mã này, ép mã này quay về trước đã, rồi mình kích đấu luôn, mình phóng pháo xuống kích đấu luôn. Tại vì như mình nói thì ở bên đây chỉ còn có con mã này thôi, thì chúng ta tấn công vào cái điểm yếu này. Còn bên đây cho dù người ta có ăn được tượng đi chăng nữa cũng chưa làm được gì ha. Tới đây người ta ăn lên thì mình ăn mã xuống.
tiếp tục là mình không giữ tượng ha, phế đi cái hình này. Ở đây mình đang dùng mã bắt tượng lại nữa. Nếu mà người ta gãy tượng ở hình này, người ta sẽ thua trước mình, tại vì xe phó mã mình gần con tướng hơn, còn mã này còn quá xa. Tới đây nếu mà người ta quay tượng về thì mình vẫn chiếu luôn. Tượng này quay về tiếp thì lúc này mình lại phi mã xuống, mình vẫn tiếp tục không giữ tượng. Các bạn bổ tượng sẽ chậm nhịp tấn công của mình đi, tại lúc này mình còn đe đánh xuống sĩ nữa. Ở đây cho dù người ta bỏ phế lại bình thường nữa đi, người ta tiến pháo này để chuẩn bị lăn hay là ăn xe vào đó vân vân, thì lúc này mình mới bổ tượng lên. Tại mình tránh trường hợp pháo lăn vô rồi giật lên giật xuống, hay lăn nát sĩ rồi rút vào phòng thủ. Đó là lý do bổ tượng. Còn nếu mà chưa nguy hiểm thì chúng ta không cần bổ. Ở đây người ta không thể nào mà quăng mã lên để đôi công được. Ở hình này mà đôi công thì các bạn thấy là xe mình đánh thẳng thẳng xuống trung lộ ha. Tại vì mã mình đứng đây là mình một đường đi thẳng xuống thôi. Cho nên người ta phải quay xe về phòng thủ trước để tránh trường hợp mình dùng mã ăn sĩ. Nếu dùng mã ăn sĩ thì bình xe qua đây thì mã mình toan ngay. Tới đây mình buộc phải lật xe một nước, thứ nhất là đe sát, thứ hai nữa ngăn cái hướng xe này bình qua đây. Lúc này người ta có thể là bổ sĩ lên. Còn nếu mà người ta bình xe qua đây để người ta ngăn cản con mã này thì con xe này sẽ dính đây đúng không ạ? Mình đánh bể sĩ tướng lên không được ha. Con xe vừa dính đây mà tướng vừa không lên được, cho nên là cái nước này là cái nước của mấy bạn mà mới chơi thôi. Tới đây buộc phải lên sĩ. Rồi như vậy thì tới đây mình sẽ chơi phi mã xuống để bắt voi, đánh tử voi này để hâm quay về đây để đánh sát. Ở bên kia có thể là chơi bổ voi lên. Đây là nước bắt buộc của các bạn, ngoài nước này thì không có nước khác lựa chọn ha. Mình tiếp tục ém xe xuống. Thì trước khi người ta xuất tướng để giải sát thì người ta có thể là chạy con xe này trước, tại vì xe đứng đây họ rất nguy hiểm với con pháo này thối chiếu. Chẳng hạn ta cắm xuống đây đi, hoặc là người ta có thể là xuống bắt voi như thế này để người ta có một cái chiếu lại để thông xe về hướng bên đây. Lúc này mình vẫn đọc tượng trước, ta đánh chiếu bổ sĩ lên. Ở đây buộc ta giải sát cái nước mà mình còn thối mã lên để chiếu nữa, thì tôi sẽ bí ngay. Còn xe không thể ra đây được ha, nếu mà xe ra đây mình quăng mã ở đây chiếu mất xe, buộc lòng phải đưa tướng ra. Thì lúc này mình phải quăng mã về chiếu thì tướng thượng lên, mình quăng mã tới nữa. Mình đang dùng mã bắt sĩ này. Ở cái đoạn này xe phóng mã kết hợp để đánh ngay cung tướng á, thì các bạn mà mới luyện á, thì các bạn chú ý mấy cái nước mà mã bắt sĩ xe cản mặt rồi nè ha. Mấy cái đòn đánh này đôi khi mấy bạn mới chơi nhìn không thấy, những cái đòn này hay bị mình, cũng như là các bạn của mình hay chơi rồi á, bị quýnh trúng đòn này hoài. Rồi tới đây có thể là bên kia thượng tướng để tránh cái đòn mà mã đánh vô sĩ luôn. Nếu mà để mã đánh sĩ nữa là thua. Thì lúc này mình lại chơi quay xe về. Thứ nhất là mình hâm bình qua đây chí quý. Mà bên kia thì lúc này mà xuống tướng thì cũng không được bạn. Nếu xuống tướng mình chiếu là đánh bể tùm lum hết. Nên là ra xe bắt tượng cũng không kịp ha, phải quay xe về đây. Để chi nếu mình bình qua chiếu thì còn có mã đưa lên hoặc là bình xe là kích đấu. Hồi trước chúng ta hay đánh cướp tiên là bình ra đây bắt pháo. Xong pháo chạy vô mới lắc xe qua đây. Để cướp cướp nước á, gọi là bắt quân cướp nước á. Còn bây giờ mình không cần thiết, tại vì mình chỉ bình thẳng qua đây luôn, rồi nước sau mình đe dọa là tiến xuống bắt mã như này. Đây là đe dọa nước bắt mã. Nếu như người ta tạt xe qua đây để mà cái âm mưu là quay về đây bắt pháo nè, quay về bắt chết pháo rồi nè, thì các bạn mà đánh ở hình này không có kinh nghiệm nhiều thì các bạn tiến thẳng bắt mã đồng quân ha. Người ta quay về bắt pháo, mình đánh được mã thì người ta cũng đánh được pháo, thì cái hình công của mình dàn dựng nãy giờ rất là tiếc ha. Cho nên các bạn chỉ nên tiến xuống hai nước. Một là mình hâm bí tiếp tục, không cho xe này di chuyển xuống đây để bắt pháo được, mà chỉ có thể xuống tướng thôi. Còn lúc này mà xe bình qua đây giữ lộ thì mình sẽ tiến một bắt chết mã, lúc đó người ta không thể quay qua đây về bắt pháo mình kịp nữa đó. Cho nên là các bạn đánh tranh thủ trước là một nước vậy. Thì nếu mà tướng xuống đây thì mình vẫn bình vào chiếu luôn để mình đánh tan sĩ phía sau. À, tướng buộc vào thì lúc này mình đánh xe đánh sĩ để đe sát ngay cái vị trí này, vừa bắt mã mà vừa đe sát. Ở đây người ta không thể nào mà quay xe về bắt đôi được, bắt đôi để giải sát là không thể ha, tại vì lúc này mình có thể là ăn ông mã bình thường. Khi này sao, nếu như mà xe người ta ăn mã thì mình tấn một chiếu mình sát cuộc, nếu mà xe ăn pháo thì mình thối mã về chiếu mình ăn đi xe là ta thua. Cho nên không thể nào mà ngay đây ta không thể về bắt đôi ha, mà có thể là tiến chiếu để giải sát trước.
Lúc này mình sập sĩ thì người ta lại ra tướng. Lúc này người ta vừa bắt là sĩ mà vừa bắt mã, và vừa giải luôn cái nước sát này, thì nó sẽ hợp lệ hơn nước là về bắt đôi này. Như vậy thì tới đây mình phế lại con sĩ này, chạy mã đi, đục sĩ. Tại vì sĩ mình cũng không có giữ được các bạn. Thì sau khi mình thượng tướng như thế này, bên kia các bạn thấy là đang bị mình đe dọa cái nước là tiến chiếu bí, buộc lòng phải vô tướng để giải sát. Ở lúc này mình không cần ngăn con mã này ha, mình bình phá ra đây luôn, mình đe chiếu hướng này luôn. Tại vì bên kia lúc này sao mà con xe này cũng không có vị trí nào di chuyển tốt ha, trên cái trục này thì cũng không biết đi đâu ha. Còn nếu mà mã quăng lên tấn công thì không kịp ha, rất là xa. Lúc này là mình thối báo chiếu, tướng quay về mình đăng tượng luôn. Lúc này tướng sức về bên đây mình đánh về chốt đầu, là mình đang đe sát hai hướng, một là tiến thẳng xe xuống chiếu, hai là bình xe qua chiếu, là hai đường không thể đỡ ha. Cho dù ăn xe qua đây thì cũng chỉ đỡ được một đường thôi ha. Tới đây mình sát ở đường này rồi, mình sẽ trở lại xa chút nữa mà có nghĩa là mình đang nói về cái nước mà tiến binh này lên kích đấu nè, thì mình nói nhanh cái nước này vừa xong đó, các bạn vừa tham khảo rồi đó. Thì các bạn thấy cái biến này nó không mạnh nha, cái biến này nó sẽ cân đối hơn, nó cân đối hơn, tại vì lúc này có thể xuất xe ra được để thông quân. Thì lúc này mình lại chơi bình xe kích đấu. Ở đây hai trường hợp người ta chạy và đấu thôi. Trường hợp đấu trước nha, thì khi đấu mình chấp nhận đấu thì người ta mới xuất xe bắt pháo, mình chơi thối pháo một. Các bạn đừng có tạt ra nha, các bạn tạt ra là một biến đánh khác, các bạn thối một là một biến đánh khác. Ở đây người ta có hai nước đi, một là tiến xe lên bắt chốt bên này, hai là lên mã, thì hai nước đi này nó tương đối giống nhau ạ. Trước sau con xe không phải lên đây nè. Thí dụ người ta có lên mã trước đi, lúc này mình chạy pháo qua đây, nước sau đe dọa là tiến xe bắt mã, thì lúc này người ta không phải tiến xe lên đây, để khi xe mình bắt mã thì con mã có thể là tiến tới kích đấu hoặc là bình xe vào giữ vân vân. Cho nên mình nói hai nước từ đây, hai nước này nó như nhau. Thông thường thì người ta sẽ chọn con xe trước, tại vì nó linh hoạt hơn, vừa đe vào chốt mà vừa có thể là mã phi lên lúc nào cũng được, hoặc là có thể là tiến chốt này qua cũng được đó. Cho nên người ta sẽ ưu tiên này hơn. Rồi tới đây mình chạy xe pháo qua, trước tiên là mình bảo vệ chốt này, mình còn một âm mưu nữa là thúc qua sông luôn. Ở đây người ta phi mã lên thì mình vẫn phải tiến xe lên để chi mã, như thế nó cũng ra cái biến này thôi. Thì ở đây người ta có ba cách chơi: một là ăn con mã xuống đây, một là chạy xuống đây, hai là ăn xuống chốt, ba nữa bình xe giữ. Nếu mà ăn con mã xuống đây thì một sai lầm ha, lúc này mình ăn xe qua thì không cứu được mã này, tại vì nếu cứu được thì quân tình bị kẹt hết, cứu được thì chỉ có thể là tiến xe một thôi, còn nếu mà ăn vô pháo đầu thì mã mình ăn xe. Cái biến này nó không quá mạnh, mình không nói sâu ha. Còn cái biến kích đấu này thì mình vẫn chấp nhận kích đấu, xe ăn qua, lúc này mình đọt chốt. Thì mình lợi thế ở chỗ này là gì? Mình đang bắt chết tượng, ta nói mắc xe không bằng què tượng các bạn. Nếu mà lực cờ mà tương đối ngang nhau mà bộ thủ bị lung lay một cánh thì thật sự rất là khó khăn. Ví dụ tới đây người ta ăn chốt, thì ăn chốt bắt lại pháo thì mình chạy pháo nha, mình chạy qua đây để mình hăm dò là cắm xuống, người ta cũng không thể ăn tượng mình được. Còn nếu mà chơi quay xe là để bắt pháo, mình chạy ngược trở lại đây, không thể nào theo mãi các bạn. Nếu theo mãi là bị phạm lực, tại vì pháo này không có căng ha. Còn nếu mà quay xe về giữ tượng thì quá bị động. Nó lúc này mình lại tiến xe xuống ngăn cản pháo này, để dùng pháo này chỉ kích mã. Mã này mà về trung tâm á, thì mình nổ pháo đầu thì coi như xong ha. Còn nếu mà quay về đây đó, thì lúc này mình lại chơi pháo đầu xuống. Thì con mã này muốn linh hoạt được thì người ta phải chống sĩ bên đây, còn nếu chống sĩ này thì áp lực con pháo này rất nặng ha. Bộ sĩ lên thì lúc này đơn giản, mình lên tượng trước nước, mình phòng thủ. Thì các bạn nhìn kỹ là bên đỏ rất khó đi nhé các bạn. Tới đây có thể là tiến xe bắt pháo hay là bắt mã thôi. Nếu mà tiến xe bắt mã thì đơn giản là mình nhóm pháo lên để giữ lại, thì con tượng này cũng phải mắc ha. Còn nếu mà tiến xe lên bắt pháo đầu thì mình không cần giữ mã, mình chạy pháo ra đây bắt tượng. Còn mà kể cả cái nước mà tiến xe lên bắt mã, mình nãy mình đánh nước này vẫn được các bạn, là vừa bình qua giữ mã vừa đe tượng vẫn được luôn nha. Hai biến này mình đều chơi một biến đánh này. Thì tới đây các bạn thấy nếu vỡ tượng là thua, thì mình nói thì sao thua, nếu tới đây buộc phải bung sĩ, xe không thể về được nữa, bung sĩ lên mình đánh chiếu tướng thì hình tan nát hết ha. Rồi mình tiến xe một bỏ chạy, nước sau mình tạt pháo ra thôi. Hoặc nếu mà xe ngăn cản đường pháo tạt ra thì tiến xuống quay về bắt pháo thì mình nổ qua bên tượng này luôn.
mã ăn về thì pháo này mình theo luôn ha, thì bên kia anh đang nát hết cái hình trận, cho nên là cái biến đấu này nó không không có đủ sức bật lại. Còn cái biến là mình xe vô giữ trước, có thể là tiến xuống bắt quân lại, thì lúc này mình lại chơi thúc binh ba lên, ép người ta hai lựa chọn, hoặc là ăn ra đây đó, thì lúc này mình lại chơi ăn lại mã, người ta đọt mã thì mình lại có chốt qua sông. Ở biến cờ này cũng rất là ưu, thì các bạn thấy con chốt này qua, nếu mà chốt này ăn lên thì xe mình ăn qua, các bạn đừng dùng pháo ăn xuống vội, xe ăn qua thì con mã này rất là khó đi ha, buộc lòng người ta phải dời hình các kiểu ra để mà chuẩn bị phòng thủ. Còn nếu mà bổ tượng bắt xe thì mình tiến một thôi, không có gì khó hết. Tới đây người ta cũng buộc phải dời hình, các bạn kiểu gì cũng phải dời hình ra, không có cách nào không rời được. Thì lúc này mình lại có đòn gì, quay mã bắt xe, thì lúc này mã đang chi xe mà pháo đang chi mã phía sau nữa, mình lời quân ở cái biến đánh này thì mình cũng coi như thắng ha. Tới đây buộc xe chạy vô, mình nổ mã bình thường, xe tấn một đe sát thì mình búng tượng thôi. Lúc này có ăn hay không ăn thì người ta cũng thua thiệt á. Nếu mà người ta giữ quân lại thì nổ xuống chốt thì mình đọt luôn con chốt đầu này, rồi bình qua bắt pháo nữa rất là nguy hiểm. Còn nếu mà người ta không có chọn cái biến đánh này, mà người ta chọn biến đánh là tiến xe bắt lại mã, thì mình đục chốt qua sông, lúc này mình có binh ba. Nếu người ta ăn mã thì mình sẽ ăn mã, mình vẫn được một chốt. Còn nếu người ta bỏ chạy như thế này, cướp lại tiên cờ là dùng xe bắt mã. À, con mã này thì đang đe dọa pháo luôn, thì mình buộc phải chạy mã nha, buộc chạy mã. Ở đây có ba biến cho người ta chơi, thì cái biến pháo bình qua đây là cái biến yếu, mình không có bàn ha, tại vì mình tiến chốt đuổi nữa là mất nước. Ở đây chỉ có thể bàn tới là một là người ta nhảy pháo xuống, hai là ta ăn luôn pháo đầu. Nếu người ta ăn pháo đầu vội nha, lúc này mình ăn lên bình thường, rồi bên kia phải chơi thối xe một để chuẩn bị đưa pháo này qua. Rồi trước sau như chống sĩ mình đuổi xe thì xe sẽ chạy về đây thôi, rồi lúc này pháo mới nổ chốt. Đó, lúc này mình bổ sĩ lên để hình mình rất là vững, cho dù con pháo này có tiến xuống ăn chốt cũng không làm được gì. Ở đây mình cứ tiếp tục tấn công ở cánh này ha. Còn nếu mà trường hợp như người ta không ăn con mã xuống đây mà ta mình nổ pháo xuống trước, lúc này mình không có vội bổ sĩ để đuổi xe đâu, các bạn nên tiến chốt xuống, mình giữ lại chốt này đi, hồi này mình đánh tàn cuộc. Tại vì lực cờ các bạn mà tương đối nhau thì vô tàn rất là dễ, mà con chốt ở cờ tàn thì rất là quý ha. Thì tới đây cũng là xuất hiện ba biến đánh thôi, hoặc là đánh con pháo vô đây kích đấu như thế này. Nếu kích đấu như thế này thì không mạnh các bạn, lúc này mình ăn mã lên bình thường, pháo này nổ xuống thì mình chồng pháo này vô, tại vì pháo này không thể tạt đi đâu được. Còn nếu mà quay xe về đây để mà giữ pháo thì mình có thể chơi là phi mã lên đuổi quân lại, hoặc là thối xe về đây, kiểu gì người ta cũng mắc quân ha. Cho nên cái biến ăn pháo về đây liền không mạnh. Còn ngay từ đây đánh mã vô cũng vậy ha, cũng nó cũng tương tự như cái biến đánh hồi nãy mình vừa nói, biến đánh hồi nãy mình vừa nói. Cho nên ở đây còn lại một biến là bổ sĩ lên, trước là phòng thủ, sau là mở đường cho mã này có thể là quay về đây chạy được. Còn nếu mà người ta bổ sĩ bên này thì cũng như mình nói, thì áp lực ở con tượng này rất nặng với con pháo phía sau này, tuy rằng còn rất nhiều lớp nhưng áp lực rất là nặng. Nếu người ta bổ sĩ như vậy thì mình cũng chơi bổ sĩ để đuổi xe, hoặc là người ta ăn vô pháo đầu người ta đấu là tùy. Lúc này mình bổ sĩ thì người ta có thể đấu rồi. Nếu người ta chọn biến này thì buộc mình phải ăn đó, pháo ta nhảy lên, lúc này mình lại thối xe về bắt pháo. Ở đây người ta hay lựa chọn là thối mã về giữ pháo, hoặc là tiến xuống ăn pháo thôi. Nếu mà thối mã giữ pháo là sai lầm ha, mình đục thẳng luôn, tại lúc này con xe đang nằm trong chân sĩ, nếu mà mã ăn xuống thì không còn gì để bàn ha. Cho nên tới đây buộc người ta phải ăn con pháo trước, ta đang đe dọa một nước là đánh thêm pháo nữa chiếu. Nếu mình ăn vào đây ta đánh chiếu liền, lúc đó mình thất thế, buộc lòng mình ăn mã trước thì người ta mới quay pháo về. Lúc này ta tiện cho đôi đường là vừa chạy được pháo mà xe thì không nguy hiểm đó. Thì tới đây mình lại thúc chốt qua sông, mình đe dọa nước sau bình vô bắt pháo, hoặc là đánh thẳng xuống đây luôn. Mà nước này người ta thấy trước người ta cũng không có thể xử lý được ha, ví dụ như quay xe về cửa hè để chuẩn bị bình qua đây bắt đôi đi, vừa bắt pháo bắt chốt rồi, lúc này mình kê xe vô trung lộ luôn. Thường thì chúng ta hay lách con chốt vô để mà bắt pháo, và lúc đó người ta có cơ hội là bình xe qua để kích đấu được. Các bạn đưa xe vô trung lộ như thế này rất là khó xử lý nha người ta, tại vì lúc này xe không còn qua được nữa. Còn ở đây nếu như người ta ăn chốt đó, thì pháo mình ăn mã, còn nếu người ta chạy mã mình bình chốt vào chết pháo. Tới đây nếu mà chọn ăn chốt thế này thì mình ăn thêm mã nữa thì cờ này thua, mình còn chốt ở đây còn mã ở đây nữa.
Còn nếu như mà mã quay đầu bỏ chạy trước thì mình lách dốt vào là pháo không thể đi ha. Pháo nếu mà tiến một, các bạn không vội ăn con tượng này, ăn tượng chiếu hiện mã lên lại thôi. Các bạn tiến pháo lên đây đánh tử quân trước thì mất quân chủ lực này thua thôi. Tại vì tới đây pháo thối một thì sẽ bị chốt ăn. Nếu quật con tượng thì đơn giản thôi ha. Mình ăn tượng lên hoặc các bạn đánh chiếu trước rồi ăn tượng sau cũng được, đều được hết. Rồi mình trở lại cái chỗ này. Như vậy thì cái biến đánh mà bình pháo vô kích đấu thì mình sẵn sàng ở chỗ này ha. Còn nếu như ta không chọn đó mà quay xe về kích đấu. Rồi ở đây mình có hai biến, một là mình ăn đấu, hai là mình chạy xe ở đây để đe dọa vô cái nách này. Giờ mình chọn cái biến đấu luôn ha, mình đánh cả hai biến này nha. Đó, lúc này mã ăn về thì đơn giản mình rút chốt vô, bắt con chốt đầu này. Thì khi bắt chốt nếu không chạy mình ăn thẳng luôn, tại mình có con pháo phía sau thuẫn nè. Buộc người ta phải lánh chốt đầu đi thì lúc này pháo mình nổ xuống. Ở tàn cuộc này mình rất là ưu ha, ưu về chốt, ưu về hình. Ở tới đây các bạn thấy cho dù là nó quay pháo về kích đấu hố đầu đi thì lúc này mình đơn giản bỏ chạy thôi, không đấu chỗ này mình chạy, mã quăng xuống tiếp tục kích đấu hình, lúc này mình để luôn, mình không chạy nữa. Tại vì các bạn chạy lên chạy xuống nó sẽ nước cờ đó, nó mất nước lắm. Tới đây nếu như mình lên tượng người ta kích đấu mình thêm một chốt nữa qua xong. Còn không đấu người ta dâng, chẳng hạn như giờ người ta dâng pháo lên để chuẩn bị bốn tượng để mà thêm được một quân pháo linh hoạt, ví dụ như thế này, để gì, để mở tượng lên để cho một con pháo nữa linh hoạt để đủ quân đi. Thì lúc này mình lại bốn mã lên đe bắt chốt này, bên kia buộc phải bổ tượng để nếu pháo này muốn di chuyển. Ở đây mình có hai cách chơi là dùng con mã này đạp chốt bắt pháo, đe tượng bắt mã phía sau. Tới đây nếu như mà người ta ăn con pháo trước hay người ta chạy con pháo trước thì mình cũng lợi tượng, đó là đánh lời quân. Còn nếu như mà ngay đây các bạn chọn cái biến đánh là bình pháo qua đây đè con mã này lại cũng được ha, đè mã này lại sau đó là mình phi mã tới đuổi mã rồi sau đó là tiếp tục thúc binh năm qua thì cái hình này rất là ưu rồi. Rồi mình trở lại biến này, hình đấu vừa rồi các bạn coi không kịp á, bạn mới mà coi không kịp thì các bạn có thể sựng lại ha. Và chỗ nào thiếu sót á, thì những bạn mà đang chơi đã giỏi rồi á, thì các bạn có thể là comment vào để mà các bạn lưu ý là khi comment các bạn ghi cái số phút ở phút mấy á, để mình dễ kiểm soát ha. Thì các bạn có thể góp ý vào thêm. Còn nếu mình tiến chạy xuống đây là mình không biết đấu nước sau mình vào đe bắt mã tượng đó, thì lúc này người ta tạt pháo rồi. Ở đây mình đừng vội thúc con chốt này, nếu mà chúng ta vội thúc chốt này sẽ dính cái đòn này, tức là nó cũng không có gì nguy hiểm cả nhưng mà nó cũng quấy rối là mình được. Đang bắt mã này buộc mã mình phải búng lên đây hoặc là phi đây bắt xe, nếu phi bắt xe thì xe bình qua bắt lại nó lu bu lắm. Các bạn đừng để đòn nó xảy ra, con chốt này cứ để từ từ, các bạn bình pháo ra ngăn cản cái đòn này lại, mình cứ ngăn cản lại ở hình này nó rất khó đi. Tới đây ta bổ tượng lên đi thì lúc này mình lại bổ tượng lên, mình cứ để yên hình đó, bổ tượng lên bên đỏ các bạn thấy rất khó di chuyển ha. Ví dụ như thối về bắt xe, thối bắt xe đó, mình có thể là thối về bắt mã hoặc bắt chốt. Thì nếu mà các bạn bắt mã nó mất nước, bắt mã chạy về đây rồi phải kiếm đường bắt chốt, nên các bạn ngay từ đây bắt chốt luôn. Mã này có quay về hay đi đâu đó mặc kệ, mình cứ dọn chốt. Ở tàn cuộc này các bạn cứ từ từ đánh, tới đây mã quăng lên, quăng lên mình dọn vô. Nếu mà mã búng đây liền xe mình đè liền, nên là nó sẽ bình xe qua đây trước, một là thoáng đường cho mã về, hai nữa là mã này lên không bị xe đè. Ở thì lúc này mình lại tiến chốt xuống, áp sát từ từ xuống. Rồi bên kia có thể chơi là tiến xe bắt lần pháo này, mình chạy ra đây luôn, dùng mã giữ pháo. Lúc này xe có bình ra đây thì mình cũng còn con pháo bên đây, còn nếu mà quăng mã xuống đây để dùng mã bắt con pháo này thì mình lại đè luôn, đè xuống. Các bạn thấy là toàn hình của bên đỏ rất là khó đi. Như vậy ở đây người ta có thể nào chém chốt để kích đấu, dùng pháo chém chốt, nếu mình ăn lên thì người ta sẽ đục xe ra, mình để nguyên đó luôn, mình phi mã này lên mở thêm một quân nữa. Ở đây cho dù xe có bình ra đây cũng không sao các bạn, còn thí dụ như tới đây người ta tiến pháo xuống này cũng không sao hết. Ở đây người ta nếu mà tiến bắt voi thì con mã này mình không phi đi mà mình phi mã bên này, phi mã bên này lên là giữ lại voi thì pháo này chỉ nằm đây thôi, còn đem xe ra đây bắt đôi thế này cứ mặc kệ. Vì sao mặc kệ vậy? Nếu mà xe ăn con mã này thì con pháo mình ăn lại con mã này, cho nên là không có vấn đề mất quân ở đây. Ở đây mình thúc chốt xuống bắt lần pháo này luôn, ép người ta hai lựa chọn, một là người ta ăn đấu luôn, hai là chạy pháo đi. Là nếu mà đem pháo này chạy xuống, đem pháo chạy trước nè, tính cái nước chạy trước,
Lúc này mình chốt vô, không ăn tượng nha, mình chốt vô đây, đe dọa nước sau là con xe đánh thẳng xuống con tượng này. Ở đây có thể là người ta chơi ăn mã này kích đấu đi, thì mình ăn qua đây kích đấu lại. Lúc này người ta lại cắm pháo thì mình xuất tướng. À, thì với xe pháo thì ở hình này không chơi được các bạn, tại vì hai quân này không lên được thì xe pháo chiếu cả ngày ha. Tới đây có thể là người ta về tượng để giữ, về dạng mã giữ tượng. Nếu mà về mã giữ biểu tượng ở trường hợp này thì mình lại chơi cái đòn khác ha, mình xe qua bắt con voi phía sau. Ở đây một đường duy nhất cho voi đi là búng lên, búng lên. Ở thì lúc này mình có rất là nhiều cách để mình chơi với bên đây. Mình còn một đòn nữa là có thể bình pháo qua chi kích pháo này. Tại lúc này nếu mà pháo ăn lên kích đấu, mình tiến chiếu tượng ăn về, mình ăn con tượng nó rất là nguy hiểm. Còn nếu mà pháo chạy thì pháo này mình cấm chiếu. Rồi mình trở lại chỗ này chút xíu. Còn như ngay từ đây đi, người ta không chạy pháo mà ngay từ đây người ta ăn luôn, thì lúc này mình ăn lại mã. Rồi con pháo này phải chạy. Pháo này, xin lỗi, người ta cắm pháo xuống, pháo này phải phải chạy. Thì các bạn lưu ý ở chỗ này chút xíu nè. Ở cái chỗ này nó cũng là một nước cờ thôi, nhưng mà cái trường hợp này mình gặp nhiều là búng sĩ lên. Là tại sao mình kêu lưu ý chỗ này? Nó đơn giản là gì nè, nếu mình búng sĩ lên thì một chút nữa xe người ta có chỗ để mà người ta ra, người ta đem xe ra. Cho nên các bạn xuất tướng ra thì con xe này muốn ra được cái chỗ trống phải mất hai nước cờ, phải bình ra đây hoặc là thối về đây. Đó là cái lý do, cũng là một nước đi nhưng mà tại sao làm cho bên kia chậm nhịp lại. Thì khi các bạn xuất tướng này thì con pháo này đồng ý là ở đây ta chưa rút được gì, nhưng mà con pháo này ta phải chạy nè, mình còn cái tiên cờ này, cái tiên cờ rất quan trọng. Bên kia ta chạy pháo ra, nếu mà mình dùng xe ăn ngon chốt thì người ta có thể tấn pháo một và mình bình chốt vô là chết pháo. Nhưng mà các bạn đánh vậy nó nhầy nhằn mất hai ba nước chỉ ăn được con pháo, các bạn tới đây vẫn nhập vô cung luôn. Rồi bên kia có hai đường nữa, một về mã giữ voi, hai là bình pháo vô cản pháo này lại. Nếu mà bình vô cản pháo này lại thì lúc này mình lại chơi ăn tượng giữa này, mà để mất tượng giữa này rất nguy hiểm ha. Tới đây người ta có thể về pháo để phòng thủ, nếu không chốt mình đục thẳng đây nữa là thua luôn, tại có pháo phía sau nè. Nếu về phòng thủ mình lại bình tiến mã xuống để mà tiếp tục mình tấn công đây, có thể bình pháo ra để bắt con voi phía sau. Với cái hình công này mình nghĩ các bạn sẽ tìm rất là nhiều nước để tấn công. Giờ tới đây do dù người ta thối xe về để dỗ mặt hay gì mặc kệ ha, mình ra bắt voi thì buộc voi phải tiến lên, cũng không còn cách khác rồi, phải tiến lên, còn không thì chiếu rồi xuất tướng, rồi mình chỉ cần đơn giản là đỡ sĩ lên thôi, không nguy hiểm gì cả. Tiến lên thì lúc này mình lại ăn chốt xuống luôn, ăn chốt thì buộc người ta phải ăn tướng ra với sĩ hoàn về được, quăng mã chiếu ép tướng chạy lên. Tại vì nếu mà tướng chạy vô mình quăng mã về đây sát liền, tướng ra này không được ha, bị mặt tướng. Còn nếu mà ra bên đây thì bị pháo phía sau ha, tới đây buộc phải lên tướng. Thì lúc này các bạn bình pháo vào đây để đe pháo trùng cũng thua, mà các bạn bình xe ra đây ta cũng thua ha. Còn nếu ngay từ đây không cản pháo mà về mã chỗ này, về mã chỗ này thì lúc này mình lại chơi bình xe ra bắt voi. Lúc này người ta sẽ phi voi lên, nếu mà để mất voi là thua các bạn, tại mất voi nữa là thua. Tới đây ta phi voi lên thì mình lại chơi tiến pháo chiếu ép voi quay về mình ăn tiếp ha. Rồi mình trở lại một chút nữa. Nước đấu và nước kẹp à, như vậy là nước đấu này nãy mình làm rồi ha, coi sót nữa nè, về đấu xe ăn chốt đầu, hai nước này làm rồi đó. Ăn xuống đây chốt xe. Rồi rồi, như vậy thì ở cái clip thứ 9 này nó cũng hơi dài rồi. Tới đây các bạn mới mà xem không kịp thì các bạn có thể dựng lại cái đoạn nào mà các bạn xem không kịp đó, các bạn dựng lại các bạn xem. Còn những bạn mà như mình nói, những bạn mà đánh có kinh nghiệm rồi, đánh đã hay rồi á, thì các bạn thể comment và ghi rõ cái số phút ra ở đó nên đánh nước nào nó tốt hơn, mạnh hơn, thì các bạn comment vô để mình cùng nhau chia sẻ nha. Kênh của mình là một kênh nhỏ, một kênh đam mê và chia sẻ thôi, chứ không phải là kênh của cao thủ. À, chỉ là những nước cờ có thể là giúp những anh em mới chơi hoặc là những anh em chơi một cách trung bình chưa có giỏi á, để tham khảo thôi. Nên là các cao nhân thì có xem được thì cũng phụ giúp mình bình luận vào những cái sai sót để cho mình sửa chữa lại nha. À, tới đây xin chào và tạm biệt và chúc tất cả các bạn sức khỏe.